Hello, xin chào các bạn. Bây giờ bên ngoài trời rất là lạnh, rất là nhiều tuyết các bạn ạ. Nhưng mình đã order một chút hàng ở trên mạng, bây giờ mình phải đi lấy các bạn nhé. Biết là rất ngại, rất lạnh, nhưng mà vì cũng tâm hồn ăn uống nên đôi lúc cứ phải như vậy đấy các bạn. Bây giờ mời các bạn đi cùng mình nhé. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, tuyết trùng kín hết cả xe đó. Thế này mà đóng đá nữa thì khỏi đi luôn các bạn ạ. Xe thì tuyết phủ kín, mình vừa phải cạo đi đấy thì các bạn. Mùa đông các bạn chưa biết về tuyết thì các bạn rất thích, nhưng mình biết về tuyết rồi mình đôi lúc mình thấy sợ, bởi vì trước khi đi đấy là phải ra cào tuyết trên xe, rồi lại phải đè một nút cho máy nóng lên để làm tan bớt các cái tuyết ở trên kính xe các bạn đấy, phải gạt, đôi lúc phải gạt để cho nó đấy, nó trong kính các bạn nhé. Đấy. Đường xá thì nói chung là cũng ướt thì trơn trượt các bạn ạ, nhiều khi phải thay lốp mùa đông đấy. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình phải đi rồi nhé, đi ra lấy hàng đặt hoa quả các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy đi lấy một cái giỏ vải này thôi các bạn nhé, vải 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 thiều đấy. Cái này là nhập khẩu của Úc đấy. Tuyết như thế này vẫn phải cào tuyết ở xe ra để mà đi lấy hàng đấy. Ăn thì có ngon các bạn ơi, rất ngon, nhưng mà đi lấy vào cái mùa tuyết này cũng ngại lắm. Vải thiều này là từ Úc đấy các bạn ạ. Đấy. Rất tươi ngon, xuất khẩu qua Canada. Đấy. Mùa đông đấy các bạn ạ. Những trái vải tươi ngon chưa, màu đỏ rất đẹp đấy. Hàng này từ bên Úc gửi sang đấy các bạn, nhìn thấy không, tuyết này đấy, giữa tuyết lạnh mà có hàng của châu Á ăn rất là thích các bạn nhé. Đấy. Và cái giò mình đặt đấy, hôm nay dù có lạnh mấy thì cũng phải đi lấy về để thưởng thức các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn thấy có lạ không? Giữa thời tiết Canada hiện nay là âm 4 độ, trời thì đầy tuyết các bạn ạ, mà mình vẫn có được một cái rổ vải đỏ tươi rất đẹp các bạn ạ. Từng trái một rất mọng các bạn nhé, này. Trái rất to, to như quả trứng gà đấy các bạn ạ. Rất mọng, rất ngon. Đấy. Trong khi đó hiện nay với cái thời tiết này thì ở Việt Nam hoặc một số nước châu Á mà là xứ sở của cái trái vải này lại không có các bạn ạ. Những trái vải này là mình order của một người chuyên đánh hàng, họ đặt hàng này từ Australia các bạn nhé. Các bạn thấy không? Vải rất là mỏng. Ngon lắm các bạn ạ. Cái chỗ này của mình là 5 kg. 5 kg các bạn ạ. Giá của nó là 160 đô la Canada, tức là nó rơi vào cũng khoảng độ là 3 triệu tiền Việt Nam đấy, cho 6 cho 5 kg này các bạn nhé. Này 600 ngàn một cân. Đấy. Nhìn những trái vải to bự hấp dẫn không các bạn, không bị sâu đầu mà rất đỏ tươi các bạn nhé. Bây giờ mình bóc ra mời các bạn ăn thử cùng mình. Giữa nền tuyết trắng mà lại có điểm những cái màu đỏ này thật là đẹp. Cùi tuyết, cùi rất là dày các bạn ạ. Này, rất dày các bạn nhé. Này, trong dày rất mọng các bạn ạ. Rất ngọt các bạn ơi, ngọt và ngọt thanh. Và nó rất thơm mùi vải thiều. Đặc biệt là nếu như cái mùi
vải thiều của Việt Nam nó được 10 phần thì cái này nó cũng 8-9, không thua gì về hương vị các bạn nhé. Hạt thì rất bé các bạn ạ. Đấy, hạt của vải thiều rất bé, trái thì rất to, hạt rất bé, rất là chuẩn luôn các bạn ạ. Rất là ngon. Các bạn ơi, video của mình cũng xin dừng ở đây. Chúc tất cả các bạn xem video của mình có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu các bạn nào thích thì ủng hộ cho mình một like. Các bạn có thể chia sẻ video của mình và nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn ở video sau. Bye.